tay chải hô to chồng tôi giữa phố, khiến Phan quắn quéo thở oxy. Tôi làm sai, chồng tôi. Cái gì vậy trời? Phá bà luôn rồi đó. Chính chủ bật mí thực tế phủ Phàng, khóc đến trôi cả bản. Hẹn hò với thằng nào phải không? Thằng nào mà chả được, miễn là nó tử tế hơn anh. Sao chị lại để chạy khóc hả? Cô ơi chạy khóc rồi chị rủ đi. Cô ấy đi theo nơi hoàng hoa, chàng trai ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mơ. Táo Vân Dung nhiệt tình rao bán chải trên livestream, cứ chốt đơn là free ship nhưng miễn trả lại. Bạn được ai mua chải ơi? Cuộc đời tôi lần đầu tiên tôi có nhiều con dâu thế. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ôi, mời dùng nhiều người gọi mẹ ơi lắm con ạ. Cái này có khi mẹ phải ra 1.000 thằng trải mất thôi. Ra 1.000 thằng trải mất thôi. Đơ cái mặt ra luôn, sạch keo luôn. Đời thực có fan chơi lớn, cắt tóc mái giống buồn để được làm vợ trải. Trời ơi, chưa? Buồn gửi lời đến thằng trải. Tên là Như. Ở nhà bắt cái mái tóc này. Để đi tìm. Đó, trải ơi. Nani? Đang thích làm cu. Chị em đua nhau thả thính, đòi làm âu cơ sinh trăm trứng cho thiếu gia của bạn. Trời ơi, ngon quá. Mà lem. Ngon không của bạn? Giữa lúc cặp đôi bu chải được quan tâm hơn bao giờ hết, netizen không khỏi quắn quéo khi xem được phân cảnh bu nắm tay chải công khai hô to chồng tôi giữa phố. Những tưởng đây chính là cái kết đẹp của anh chải sau chuỗi ngày trồng cây si, nào ngờ tất cả chỉ là giấc mơ. Chấp nhận cảnh người mình thương rời xa bản xuống phố theo đuổi giấc mơ, chải chỉ biết ngậm ngùi khóc. Bên cạnh đó, trong livestream mới nhất của con trai, Táo Vân Dung khiến các fan không nhịn được cười khi công khai rao bán chải. Theo đó, nữ nghệ sĩ dặn dò đi dặn dò lại rằng ai muốn mua chải cứ thoải mái, nhiệt tình nhắn tin ngay cho mình, tất cả sẽ được miễn phí ship nhưng với một điều kiện là không được hoàn trả lại. Khoảnh khắc hài hước này được các fan của chải ghi lại, đăng tải và nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian qua, hệ tư tưởng chải không chỉ khiến khán giả mê mệt trên phim mà còn cả ngoài đời thực. Mới đây, netizen không khỏi thích thú khi xem được video một fan nữ tình nguyện hô biến mái tóc giống hệt kiểu của nàng bu với lý do quá mê chải. Cô cho biết muốn biến mình thành bu để có thể lọt vào trái tim của chải. Đáng chú ý chính là cách bày tỏ sự yêu mến của fan girl này cực kỳ bá đạo. Cô nàng xưng hô hệt như chải và bu trên phim kèm thái độ gia trưởng khiến chải Long Vũ khi xem được video cũng phải khoái chí phì cười. Có thể nói, sức hút của chải đã và đang không ngừng tăng nhiệt sau khi tạo được hiệu ứng mạnh mẽ với nhân vật chải. Nam diễn viên trẻ Long Vũ nhận được sự yêu thương rất lớn từ khán giả, đặc biệt là các fan nữ, ai nấy đều muốn có cho riêng mình một anh chải nên ra sức rắc thính trên mọi nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ về sự yêu mến mà khán giả nữ dành cho mình, Long Vũ cũng không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt. Trong video reaction những lời bình luận đậm chất thả thính của fan, Long Vũ cho thấy muôn vàn cảm xúc, đặc biệt khi đọc được những lời thả thính bá đạo của người hâm mộ, nam diễn viên sinh năm 2001 không khỏi dở khóc dở cười. Long Vũ ngoài đời cũng rất thân thiện và nhiệt tình với fan, anh thường nắn lại chụp hình và ký tặng người hâm mộ mỗi khi chạm mặt qua đường. Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 2001 rất chăm livestream giao lưu tương tác với fan, từ kể chuyện sự nghiệp, tình cảm đến mốc bang, anh chàng đều không ngần ngại chia sẻ với người xem tạo sự kết nối gần gũi. Hiện không chỉ chải mà cả Bu và những nhân vật khác cùng đóng chung phim đều được khán giả quan tâm, yêu mến. Xả vai trên phim, Long Vũ và dàn cast thường đăng tải những video hậu trường bắt chen vui nhộn khiến fan càng thêm thích thú. Trong một video hậu trường mới đây, chải và Bu bắt chen chồng gia trưởng, vợ bất cần với thần thái nét căng ngay lập tức lên xu hướng. Từ hình tượng cậu ấm bá đạo si tình, không có gì ngoài điều kiện, chải bật mút gia trưởng, đổi gu nghiêm túc thế nhưng vẫn bị em Bu cho bay màu. Trong khi đó, Bu Hà series lại biến hình chuẩn girl phố mới xuống núi khiến khán giả phải đứng ngồi không yên vì giao diện quá đổi xinh xắn. Ngoài đời, Long Vũ và Thu Hà series là những người đồng nghiệp thân thiết, cả hai thường cùng nhau quay nhiều video hậu trường thú vị tạo niềm vui cho khán giả. Tuy rằng đã có người yêu ngoài đời, song Thu Hà series vẫn khá thoải mái tương tác với các đồng nghiệp nam vì được bạn trai thấu hiểu cho tính chất công việc. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.